Người sống sót sau thiên tai tại Phi Luật Tân đón mừng Giáng sinh, tên tự Tắc Lầu Bành. Với hơn 4 triệu người xung quanh thị trấn ven biển ở miền trung Phi Luật Tân phải di dời do cơn bão Haiyan, nhiều gia đình đang đón Giáng sinh trong những căn lều hoặc nơi trú ẩn tạm thời. Ngày Giáng sinh hôm nay tại Tắc Lầu Bành là một ngày mưa, các căn lều đều đã bị thấm ướt. Một số cư dân đã tìm kiếm trong một đống hàng mà một cửa hàng loại bỏ những thứ họ có thể tái chế hoặc để làm quà tặng. Để mừng Giáng sinh, người dân đã tụ tập trong nhà thờ của thành phố để dự thánh lễ. Nhà thờ của giáo xứ Ninu đã bị hư hại trong cơn bão, nước vẫn còn chảy nhiễu từ trần nhà. Một số các công ty tư nhân đã tổ chức buổi tiệc Giáng sinh trên khắp tỉnh Lệ Tề để lại không khí vui vẻ cho những người sống sót. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết xấu đã làm cho nhiều máy bay không hạ cánh được xuống Tắc Lầu Bành, nên một số quà và đồ cần thiết cho ngày lễ đã không đến được. Viện trợ tiếp tục được đưa đến các khu vực bị bão tàn phá, cho thấy một nỗ lực cứu trợ địa phương và quốc tế rất lớn. Bất chấp những mất mát, những người sống sót sau cơn bão đang rất lạc quan rằng thành phố của họ sẽ được xây dựng lại. Linh mục Mario Alvero nói rằng họ có thể đang là những người vô gia cư, không có mái nhà che thân, nhưng họ không phải là những người tuyệt vọng. Liên Hiệp Quốc vừa công bố một lời kêu gọi đóng góp 800 triệu Mỹ Kim tài trợ để hỗ trợ cho 14 triệu người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Haiyan trong 12 tháng. Nguồn quỹ sẽ được sử dụng để cung cấp thực phẩm, chỗ ở, nước, dịch vụ y tế và vệ sinh môi trường.